Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng mình trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi gặp lại các bạn trong series Run City và xin chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành. Xin thành cảm ơn. Rồi, và chúng ta đã đến với lại những ngày gọi là những giờ phút cuối cùng của sự kiện rồi các bạn. Là sự kiện của chúng ta chỉ còn lại là 4 giờ thôi. Và như là nói thì mình đã đi sự kiện trong đường ánh gió thì chúng ta cũng đã gọi là đi đến chú rồng Cream này. Vì có khá là nhiều bạn là yêu thích chú rồng này nên nói chung là mình cũng cố gắng là đi đến đây, nói chung đơn giản thôi các bạn. Ở mốc này thì chúng ta chỉ tốn khoảng tầm là 2k5. Thì thời gian vừa qua thì mình chỉ có làm nhiệm vụ cái trên và cái dưới lấy khoảng tầm 3 đến 5, và thậm chí thì cũng có một số buổi là mình không có gọi là thu kịp. Nhưng mà chúng ta vẫn gọi là dư sức để đi đến chú rồng Cream thôi các bạn, nếu chúng ta chịu khó chơi. Rồi, và theo mình ước tính thì chúng ta chỉ còn khoảng là 2 lượt nữa là sẽ đến được lại chú rồng Cream. Nói chung thì bởi vậy mình mới gọi là tranh thủ mình quay video đó các bạn. Rồi, và đây thì chúng ta cứ cho mỗi lần trung bình là đi khoảng tầm 110 hoặc là 115, đến mức đó là ok rồi. Vì để tiết kiệm thời gian thì mình cũng đã gọi là bay được khoảng tầm một tí xíu, thì mình sẽ khi nào đến mốc hoặc là yêu cầu thì mình sẽ tự sát các bạn, để tiết kiệm thời gian chúng ta đi. Còn hiện tại thì chúng ta đang có nhiều thời gian rồi nên cũng không có lo về vấn đề này. Nói chung chỉ cần các bạn chơi quen rồi thì chúng ta có thể là đi được rất là nhanh. Hiện tại thì mình đã có là khoảng tầm là 109 rồi. Ok, 109. Đấy, và chúng ta sẽ đi thêm một lượt nữa. Lượt này thì đi khoảng tầm là 7 cái trong trống là được. Rồi, nói chung mình cũng không có ý định là chúng ta đi tiếp đâu các bạn. Ok, đại sư. Chú rồng này thì về hệ của chú rồng này, chúng ta sẽ có là hệ lá, một hệ ngoài không gian, hệ tam giác, rồi hệ đấu sĩ và hệ mặt trời, hệ ánh sáng đó các bạn. Thì nói chung là về hệ thì nhìn có một sự độc đáo là có một hệ không gian chen vào ở ô thứ hai. Nhưng mà nếu mà hệ không gian này nó ở ô đầu tiên thì có lẽ Cream sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên thì cho dù là vậy thì về hệ của Cream thì chúng ta cũng không có gọi là phải là một chú rồng để mà chúng ta sử dụng chiến đấu đó các bạn. Chúng ta đa phần là dùng để siêu tập. Nói chung là về ngoại hình thì có rất là nhiều bạn là yêu thích. Rồi, và thế là chúng ta cũng đã lấy được là tổng cộng là khoảng tầm là 20 mấy chiếc huy hiệu đó. Rồi chúng ta đang có là 33/20 chiếc huy hiệu nha các bạn. Và hiện tại thì lượng con mình đang có là khoảng tầm là 3k con xanh. Rồi, và chúng ta sẽ dứt điểm những chú rồng nè. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại chú rồng ngày hôm qua. Đây. Rồi, đây 20 nè. Còn thì mình sẽ không lấy chú rồng này rồi. Ta sẽ dành con để chúng ta đi những cái lượt khác. Ok, 20. Cái này thì mình đi lấy mình nghĩ là cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ dành con để đi về những chú rồng này. Ok, 10 mảnh nè. Cũng gần hết sự kiện đó các bạn. Ta tranh thủ mở được bao nhiêu thì chúng ta mở thôi. Rồi, 5 nè. Những chú rồng nào ở xa quá thì chúng ta đi sau nữa các bạn. Ngược nè. Ui, tầm này đi qua mà mình vẫn thích chú rồng này hơn.
Ok. Giờ xem sao đã. Rồi, 83 cái các bạn. Nói chung thì vào đầu mùa thì mình cũng ước chừng là lượng huy hiệu của mình sẽ rơi vào khoảng tầm là 200 cái, là đổi được 10 cái rương các bạn. Thì trong vòng 10 cái rương này thì nếu là tỷ lệ 10% thì chúng ta đáng lý ra đã có cơ hội để sở hữu được chú rồng này. Tuy nhiên thì mình nghĩ là không dễ rồi. Ok, rương đầu tiên nè. Ồ, 20 mảnh ốp lô cũng được các bạn. Rương thứ hai nào. Sao toàn là ốp vậy ta? Hôm qua mình cũng mở được khá là nhiều ốp các bạn. Rồi, vậy là còn cái rương cuối cùng thôi các bạn. Sao toàn ra ốp thế này. Ok, rương này chắc là ra trái cây. Ra ốp nữa. Vậy là ngày hôm qua hình như là mình mở khoảng tầm là hai hay ba cái rương gì đó mà chúng ta cũng ra toàn là ốp, và lần này cũng vậy. Nói chung thì đa phần là chúng ta ra ốp Herrick các bạn. Tuy nhiên thì chỉ có 10 ốp thôi. Rồi, và còn lại là đây còn lại là 3, nên cho dù chúng ta có lấy thêm 10 huy hiệu ở trên đây thì chúng ta cũng sẽ không có đủ. Mình sẽ ước lượng xem. Đây các bạn, giả sử chúng ta có lấy thêm 10 huy hiệu ở đây chúng ta cũng không có đủ. Cái này đi tới đây thì mình nghĩ là không có đủ lượng con rồi các bạn. Cái này đi qua đây cũng mất tầm là 600 rồi. Tầm 500 các bạn. Đúng rồi. Còn cái này nữa. Cái này mình đi qua cũng cũng mất tầm đó 400 mấy. Nếu như chúng ta có thêm con xanh thì được. Mà hồi sáng thì mình cũng quên luôn là thu con xanh rồi. Thế thôi, chỉ còn lại một lượng con cuối cùng. Chúng ta sẽ đi lấy một vài chú rồng nha các bạn. Xem chú rồng này thế nào. 500 không đủ rồi. Đi chú rồng này nè. Ok, và trong ngày hôm qua thì chúng ta cũng mới nâng cho Kratos lên cấp 70 nè các bạn. Không biết hết sự kiện này chúng ta sẽ có sự kiện nào đây. Rồi, một chú rồng. Trong sự kiện thì chúng ta ít nhất phải lấy một vài chú rồng chứ. Ở đây nữa, chú rồng này cũng được các bạn, với cái tên khá là hay, Diablo. Ta lấy luôn. Đây cũng là một chú rồng lạ mắt các bạn, vì nó không hay xuất hiện những tầng chưa có. Ôi trời, khá là nhỏ các bạn, là chúng ta thiếu khoảng tầm là khoảng tầm là 50 các bạn. Không biết trong này có đánh không. Không có, trong đây chúng ta không có đánh lấy con xanh. Thì có lẽ chúng ta phải dừng sự kiện lại tại đây rồi các bạn. Hồi đây có cơ hội là quay ra luôn nè. Mà nói chung là tỷ lệ rất là thấp. Ok, hôm qua thì mình mới like được bé này. Nói chung thì mặc dù nhìn ngoại hình là như vậy nhưng mà là một chú rồng hiếm đó các bạn. Chúng ta cũng không có dễ ra like ra được những chú rồng ở dưới mà có ba hệ này các bạn. Vậy mình đã dùng công thức là mình lấy hai chú rồng có hệ Lagan lại với nhau. Trong đó thì chú cá sấu này
còn có thêm là hệ đất nữa thì phải. Hệ đất hay hệ bóng tối gì đó. Chỗ rồng này không biết mình có chưa ta. Chưa có. Ok cũng được. Rồi, vậy là kết thúc sự kiện ở đây, chúng ta mở được 10 chiếc rương. Nhưng đa phần trong những chiếc rương đó thì chúng ta đều ra mảnh. Và một vài chiếc rương thì chúng ta ra kim cương. Và còn lại thì chúng ta ra được một chú rồng Helric các bạn. Đây, chúng ta vào xem trong kho này. Mình nhớ là chúng ta ra được một chú rồng Helric. Và trong sự kiện vừa rồi thì chúng ta cũng lấy được một vài chú rồng, như là có một chú rồng VIP Mythic Hailstone. Primal nè. Honey nè, rồng ong. Nhiều quá không các bạn. Có Zombie Terra nữa nè. Hostgo. Nóng và lạnh. Rồi, ở phía xa xa các bạn, đây là Forest Queen. Hình như là chú rồng này mình lấy cũng lâu rồi. Đây các bạn, chú rồng cá sấu mà chúng ta mới lấy. Và đây là chú rồng Dram. Ồ, vậy chú rồng Harris chúng ta đâu rồi nhỉ? Ồ, quá. Như là chúng ta chưa thấy quả trứng Harris đâu các bạn. Không lẽ là chúng ta bị hoang tưởng vậy? Đây rồi. High score này các bạn. Rồi ok, ta up ra luôn nè. Đấy, là một thu hoạch trong chiếc rương chúng ta mở ra thì được một chú rồng duy nhất là chú rồng Helric High Scott, một chú rồng cũng nói chung là cũng lâu rồi. Nhưng sao có còn hơn không phải các bạn? Và không biết sự kiện tiếp theo sẽ là gì đây, nhưng mà chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với lại chuỗi sự kiện mà triệu hồi phù thủy đây. Và không biết thì có bạn nào trong sự kiện này là chúng ta thu phục được chú rồng Hai này không? Ok, không sao. Nói chung thì chúng ta đã cố gắng là được 200 chiếc rương là 10 chiếc rương. Và chú rồng này 10%. Mà không ra nữa thì cũng không trách được các bạn. Okay, chúng ta up chú rồng này ra nè. Mà mình cũng không biết phải đặt tên cho chú rồng này như thế nào đây. Ok, chúng ta không thể dối lòng được các bạn. Thì mình sẽ đặt tên bé này là bé Phân nha các bạn. Ok, mặc dù hơi tế nhị một chút, nhưng mà hẳn là các bạn cũng đã nhìn ra tiền thân của bé này là gì rồi. Tập sau đó các bạn có thêm chữ bé phụ trợ vào thì cũng bớt đi một chút gì đó là tế nhị. Đây thì một chú rồng, mình xem thế nào đã. Chú rồng này hiện tại thì chưa có phản ứng gì. Ui, to thế. Rồi, sáng lấp lánh các bạn. Chú rồng này là nước và đất, nhưng mà hình như là không phải dễ lai rồi. Mình sẽ đặt tên cho chú rồng này là Lấp Lánh nha các bạn. Rồi ok. Và có lẽ video của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.